Quang Đỗ xin chào nhà thơ Thanh Thảo. Có đọc qua bài thơ với cái tựa đề Tri Âm, nhưng mà mình thấy qua cái bài này thì có những cái câu chữ thì mình nói với nhà thơ là đổi lại là một nửa. Cái tựa đề là một nửa. Tôi người nửa bạn nửa yêu, nửa mưa nửa nắng nửa liều nhớ thương. Nếu mai tình có đôi đường, vẫn còn chút xíu trầm hương thơm hoài. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trang đài Tri Âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trang đầy Tri Âm. Chỉ có một nửa. Bây giờ là xin phép nhà thơ và chúc nhà thơ vui vẻ với cái tựa đề là một nửa. Hoàng Đậu sẽ xin một nửa thôi. Và đây cũng là một món quà sinh nhật mà Quang Đậu gửi tặng cho nhà thơ Thạch Thảo. Xin chúc mừng, happy birthday. Và cũng xin mời các bạn trên Facebook và YouTube cùng nghe bài hát này. Xin mời. Khỏi mắt tràn đài Tri Âm. Tôi người nửa bạn nửa yêu, nửa mưa nửa nắng nửa liều nhớ thương. Nếu mai tình có đôi đường, vẫn còn chung xíu trầm hương thơm hoài. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trên đài Tri Âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trên đài Tri Âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trên đài Tri Âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trên đài Tri Âm. Hồn tôi không mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trên đài Tri Âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trên đài Tri Âm. Thank you.
nửa năm nửa điều nhớ thương. Nếu mai tình có đôi đường, vẫn còn chung xíu trầm hương thương hoài. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trăn đài trí âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trăn đài trí âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trăn đài trí âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trên đài trí âm. Hồn tôi sao mãi tù đầy, không bơi khỏi mắt trên đài.